Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chương 341. Sắc mặt Khúc Hằng cực kỳ khó coi, cho đến khi trong tay Tần Hiên xuất hiện một con dao nhỏ, trong lòng kinh hãi, cắn răng giao ra tài khoản của mình. Thiên tính vạn toán, 1 tỷ, Khúc Hằng đập đầu một cái trong lòng giấy lên ý định tự tử. Nhưng so với tính mạng, có tiền hay không, bây giờ đã không quan trọng nữa rồi. Trong mấy phút ngắn ngủn ấy, bến tàu nhỏ đã máu chảy thành sông. Tần Hiên không tha cho một ai, ném toàn bộ lên thuyền câu, chạy về phía biển sâu. Khúc Hằng lúc này chết không nhắm mắt, không phải đã nói rồi sao, giao tiền ra thì bảo vệ được tính mạng, 1 tỷ, ước chừng 1 tỷ, cũng không mua được một mạng của mình. Khúc Hằng nào biết, tiền càng nhiều, càng không thể để cho ông ta bình yên mà rời đi. Không có tên thổ phỉ nào mà lớn gan, lại đi tạo ra cho mình một kẻ thù không đội trời chung. 3 tỷ, vào tài khoản ngân hàng của tổ chức phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố Giang Tư. Giang Hải nhìn thấy những con số này, cũng không có chút biểu cảm nào. Tiền, đối với anh ta mà nói, chỉ là những con số. Chuyện mà đế vương làm, không phải là chuyện tiền có thể làm được. Ở thành phố Giang Thành, Bùi Dương đang cùng hai người đẹp chơi đùa, trong lòng thầm nghĩ, lúc này, chắc là đồ đã vào trong tay. Trong lòng không kiềm được sinh ra một luồng nhiệt khí, động tác cũng nhanh lên mấy phần. Chức gia chủ kế nhiệm, rơi vào tay anh ta chỉ là vấn đề thời gian, chỉ xem ông bố đang bệnh thoi thóp kia lúc nào nhắm mắt mà thôi. Chờ anh ta ngồi lên chức gia chủ, nhất định phải đưa nhà họ Bùi lên đến cực đỉnh nhân gian, anh ta muốn ở tỉnh Đông Hải, còn có đất 4 tỉnh của Đông Quận, cả phương Đông đều biết đến tên tuổi mình. Lúc này, Bùi Dương có cảm giác làm vua, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sinh bên dưới. Cốc cốc cốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Bùi Dương tuét miệng cười. Nếu là trước đây, thời khắc sắp lên đỉnh, đang thoải mái hưởng thụ bị người khác quấy rầy, nhất định anh ta sẽ nổi giận lôi đình. Nhưng lần này không như trước, tin tức bên ngoài cửa đưa vào, nhất định sẽ khiến cho mình càng hưng phấn. Tát nhẹ một cái, để cho âm thanh rên thỏ thẻ của cô gái nhỏ xuống. Quấn lấy khăn tắm tự mình đi ra mở cửa. Đúng như dự đoán, đứng ở ngoài cửa, là thư ký riêng của anh ta, một người rất cơ trí. Anh Bùi. Ừ, tôi đã biết rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi. Bùi Dương khẽ mỉm cười, tin tức tốt như vậy, nhất định phải nhanh chóng báo cáo với các trưởng bối trong gia tộc, để cho bọn họ vui mừng, cũng đồng thời càng kiên định hơn với mục đích ủng hộ mình. Nhưng ngay sau đó, Bùi Dương liền chú ý tới, thư ký của mình đứng không vững, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Còn có chuyện gì sao? Bùi Dương có chút cảm thấy mất hứng, anh ta vốn không thích kiểu nói chuyện ấp a ấp úng. Tay thư ký không biết nên nói thế nào mới phải, chẳng qua là bất ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy, anh Bùi dường như còn rất vui mừng. Chẳng lẽ, tất cả chuyện này đều nằm trong dự liệu của anh Bùi sao? Vậy, anh Bùi, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Làm gì, đương nhiên là giữ lấy những đồ vật đó, chờ tôi sẽ có sắp xếp. Đồ gì, thứ gì, chẳng lẽ, anh đã lấy được đồ đó vào trong tay rồi sao? Hả, Bùi Dương lập tức biến sắc, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Cậu nói gì, Khúc Hằng chứ ai, Khúc Hằng trở về chưa? Tay thư ký vội vàng nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi nói, Khúc Hằng không thấy đâu, vật kia cũng chẳng biết đi đâu rồi. Cái gì? Bốp! Bùi Dương giận dữ trực tiếp tát một cái hất văng anh thư ký. Cậu đang nói cái gì với tôi vậy? Thư ký bị làm cho sợ hãi, cả người run rẩy. Bình thường Bùi Dương cũng là người bình dị dễ gần, nhưng khi nào có vấn đề xảy ra, lại trở thành một tên biến thái. Chúng tôi đến bến tàu, nhưng trên bến tàu, chỉ có một bãi máu, không tìm được người của chúng ta. Anh Bùi, cái này không trách chúng tôi được. Bùi Dương trong lòng rụng rời, biết là đại sự đã xảy ra vấn đề. Một tiếng giống giận, níu lấy cổ áo thư ký, thét lớn, đi tìm cho tôi, tìm bằng được Khúc Hằng cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. 3 tỷ, đây chính là 3 tỷ đó. Nếu như mất 3 tỷ này, vậy thì anh ta có nằm mơ cũng không còn thấy được cái ghế gia chủ này nữa. 3 tỷ, đủ để cho người bình thường quên hết mọi phiền não. Trong lòng Bùi Dương đau đến tột cùng. Chuyện này nên là tự mình đi làm, không nên qua tay người khác. Khúc Hằng cầm 3 tỷ, nếu như bỏ chạy thì sao? Bùi Dương tin rằng, người mà mình sắp xếp đi, tuyệt đối trung thành với anh ta. Nhưng nếu như chỉ trung thành một nửa,
dưới sự cám dỗ của ba tỷ, cũng sẽ biến thành người ăn cây táo rào cây sung. Chẳng lẽ, Khúc Hằng lấy 3 tỷ, chia cho tất cả mọi người rồi đồng loạt chạy trốn sao? Rất có thể. Mau, đi điều tra cho tôi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Mãi một ngày sau, Bùi Dương mới hiểu rõ, đêm đó ở bến tàu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Những vết máu kia, sau khi kiểm tra, chính là máu của đàn em của anh ta. Thậm chí, còn tìm được một vết máu lớn của Khúc Hằng. Căn cứ lượng máu để lại, Khúc Hằng là do mất máu quá nhiều mà chết. Hết rồi, mất hết rồi. Bùi Dương cho dù là một con lợn cũng hiểu được, mình đã bị chơi một vố. Anh Bùi, làm sao bây giờ? Ông Tiểu Ni cũng nhận được tin tức, sắc mặt khó coi, đối với Bùi Dương lại có ý châm chọc. Một tay sắp xếp, lại bị tan nát, thật là một phế vật. Nhưng Ung Tiểu Ni không thể không cùng hợp tác với Bùi Dương. Bởi vì chỉ cần trong lòng anh ta có thù hận, mới có thể không để ý tất cả mà nhằm vào tập đoàn Uyển Như. Cô ta cần thứ người như vậy. Cô cút đi, con lợn nái già, cô cùng với ông ta hại tôi. Bùi Dương hoàn toàn nổi điên rồi, 3 tỷ, số tiền tổn thất này, khiến cho Bùi Dương muốn vứt bỏ tất cả. Ban đầu, chính là Ung Tiểu Ni tìm được Khúc Hằng, đưa ông ta vào làm kỹ sư phụ trách kỹ thuật của tập đoàn Uyển Như. Để lợi dụng những kỹ thuật này, ngược lại chiếm đi thị trường của tập đoàn Uyển Như. Ung Tiểu Ni biến sắc, thân thể mập mạp cũng không tự chủ được run lên. Tự mình ngu xuẩn, xảy ra chuyện thì đi đổ lên đầu người khác. Anh Bùi, tôi là muốn giúp anh, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, anh không nghĩ phương án giải quyết, chẳng lẽ lại muốn trở mặt với tôi sao? Sắc mặt Bùi Dương hòa hoãn thêm một ít, bởi vì Ung Tiểu Ni nói cũng không sai. Bây giờ... phương pháp tốt nhất chính là lấy lại kỹ thuật chip. Ánh mắt Bùi Dương đỏ lên, sau khi xảy ra chuyện, anh ta không dám liên lạc với ai, chuyện bị mất 3 tỷ, một khi bị lộ ra, anh ta coi như hoàn toàn hết rồi. Làm như thế nào? Không còn đường lui, chỉ cần có một chút khả năng, Bùi Dương sẽ làm tất cả. Ông Tiểu Ni nhìn Bùi Dương, khóe miệng không nhịn được xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Bùi Dương nếu có thể khiến cho tập đoàn Uyển Như sụp đổ thì tốt, nếu như không thể. Như vậy nhà họ Bùi và tập đoàn Uyển Như cũng sẽ thành tử địch của nhau. Mượn đao giết người, còn giữ được mình, kế hoạch của Ung Tiểu Ni hoàn mỹ không tì vết. Lúc này, Bùi Dương vốn không biết, thực lực của tập đoàn Uyển Như như thế nào, cũng hoàn toàn không biết, Giang Hải chồng của Cố Uyển Như là người như thế nào. Xa xa không nói, đại nhân vật của thế lực ngầm ở tỉnh Đông Nam là Tiêu Địch, là chết ở dưới tay Giang Hải. Chính là nhà họ Địch mà trước đây nhà họ Bùi phải quỳ liếm dưới chân. Đã bị Giang Hải tiêu diệt. Nếu Bùi Dương biết chuyện này, sợ là phải vãi ra quần luôn rồi. Cái tập đoàn Uyển Như này, rốt cuộc thân phận và bối cảnh như thế nào? Ung Tiểu Ni thầm nghĩ, đúng là một phá gia chi tử. Nhưng, Ung Tiểu Ni lại không nói thật, một khi Bùi Dương sợ hãi, sợ không còn ai để đối phó tập đoàn Uyển Như. Đây là một công ty mới vừa thành lập một năm, bối cảnh thì tôi chưa từng nghe nói có bối cảnh gì. Chẳng qua là... Bùi Dương hơi biến sắc mặt, Ung Tiểu Ni cười nói, chẳng qua là gã chồng hờ của Cố Uyển Như, tên gọi là Giang Hải có chút công phu. Công phu, Bùi Dương trầm ngâm, sợ là không phải chỉ có một chút, không đúng, huyết án ở bến tàu nhỏ, chắc là do người này làm ra. Chồng hờ à, cho dù có chút công phu, còn có thể lật trời sao? Hừ, tôi vốn là không muốn đối phó với bọn họ, bây giờ nghĩ lại, cái tên Giang Hải không biết sống chết này, lại vội tới tìm tôi chịu chết. Tôi lập tức tìm người, trước tên phế đi cái tên gọi là Giang Hải này. Ung Tiểu Ni vừa nghe, hơi sững sờ. Bùi Dương thật đúng là ngu xuẩn, bây giờ cái gì quan trọng nhất chứ, không phải là kỹ thuật chip sao? Cái đồ không phân rõ nặng nhẹ, có thể có tiền đồ gì chứ? Anh Bùi, tên Giang Hải đó không đáng để lo, chúng ta tốt nhất vẫn là xử lý chuyện kỹ thuật chip đi. Trước mắt Giang Hải cũng không chết được, chẳng lẽ một gã chồng hờ, anh còn sợ anh ta chạy mất sao? Cũng đúng, cũng đúng. Ngay sau đó, Bùi Dương đi qua một bên, liên tục gọi mấy cuộc điện thoại. Là một người không chuyện ác nào không làm, trong thế lực ngầm anh ta cũng có không ít bè cánh. Tỉnh Đông Nam, Bùi Dương cũng coi là có tên tuổi, quen biết không ít nhân vật lớn. Chào hỏi mấy câu, tự nhiên có người sắp xếp đàn em tới giúp anh ta. Người của tôi, rất nhanh sẽ đến. Bùi Dương cắn răng, tôi lập tức đi thành phố Giang Tư, lần này... tôi phải tự mình giải quyết anh ta. Mặt Ung Tiểu Ni không cảm giác, trong lòng hừ lạnh. Anh nguyện đi chịu chết, thì tùy anh.
Ánh mắt cô ta nhìn Bùi Dương như nhìn một người chết, rồi vội vã xin phép rời đi. Bùi Dương thật ngu xuẩn. Không, anh ta không ngu chút nào. Có điều trong lúc tức giận, làm việc hơi quá kích thôi. Thành phố Giang Tư, ở phòng tổng thống trong một khách sạn. Bùi Dương đang đứng ở trước cửa sổ, mắt nhìn xuống cả thành phố. Trong tầm mắt đây không tính là thành phố nhỏ, đang phát triển khuếch trương mạnh mẽ. Phía đông thành phố đã có hình thái hiện đại hóa, mà ở tây thành phố những tòa nhà cao ốc mọc lên như rừng, khắp nơi đang tiến hành xây dựng. Loáng thoáng có thể thấy, bụi đất tung bay, từng chiếc xe xếp hàng qua lại. Tiếng gõ cửa vang lên, Bùi Dương quay người lại. Ngoài cửa, mấy gã vạm vỡ đi vào. Phía sau cùng, lại là một thanh niên đeo mắt kính. Ánh mắt âm tà, khiến cho người nhìn thấy không thoải mái. Anh Bùi, anh có biết chi phí ra sân của tôi rất cao không? Người thanh niên đỡ mắt kính, cười nói. Chỉ một mình anh tới sao? Bùi Dương nhíu mày một cái. Chỉ mình tôi là đủ rồi, anh không cần những con quỷ nhát gan kia theo làm gì. Thanh niên tự nhiên như ở nhà mình vậy, rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Để bảo đảm vạn nhất thất bại, Bùi Dương đã tìm 4-5 cao thủ đến trợ giúp. Nhưng chân chính tới, chỉ có một tên trước mắt này. Anh ta đâu biết, những người khác vừa nghe là đến thành phố Giang Tư, thì tay chân mềm nhũn không cất nổi bước. Thành phố Giang Tư ở toàn bộ tỉnh Đông Nam gọi là cấm địa. Tới thành phố Giang Tư kiếm chuyện, thật là cho rằng mạng mình quá lớn rồi. Không bao lâu sau, thư ký mặt mũi sưng húp đi vào, sợ hãi không dám đứng gần. Anh Bùi, cô gái mà anh muốn. Bùi Dương vốn luôn không gái không vui, đi tới đâu đều muốn nếm thử một chút đặc sản địa phương đó. Nhưng ở thành phố Giang Tư, mấy nơi vui chơi như thế là rất khó tìm. Bùi Dương cau mày. Thư ký nói, nếu muốn chơi, chỉ có thể đi tới phía đông thành phố. Trừ đó ra, không chỗ nào có. Hả, Bùi Dương đột nhiên cười, cái thành phố Giang Tư này, thật đúng là một nơi cổ quái. Thời đại này chỉ cần có tiền, đàn bà nguyện ý cởi quần trước mặt nhiều vô số kể. Nhưng ở thành phố Giang Tư sao lại khó tìm vậy? Bùi Dương nhìn về phía thanh niên đeo kính, nếu không bận, cùng đi chơi một chút. Mấy người mới vừa xuống lầu, Bùi Dương đột nhiên dừng bước, rút điện thoại ra, hình người trong điện thoại là Giang Hải. Hơi nheo lại mắt, hừ lạnh, nếu như tự tìm tới cửa, vậy cũng chớ trách tôi thuận tay xử lý anh. Ngẹo đầu, nói với thanh niên đeo kính, người này, chính là Giang Hải. Chương 342. Anh Giang, phòng 1208. Thái độ của quản lý lễ tân hết sức cung kính. Giang Hải gật đầu một cái, xoay người đi về phía thang máy. Đúng lúc bên trong thang máy đi ra một đôi trai gái. Giang Hải mỉm cười tiến lên, Chu Khải, Uyển Thuần, hai người không cần phải mặn nồng như vậy chứ. Uyển Thuần mặc bộ quần áo rộng bất thường, kính mắt đủ để che kín nửa khuôn mặt, vành mũ cũng kéo xuống rất thấp. Nhưng Giang Hải vừa nhìn đã nhận ra. Chu Khải lại như một tên thái giám đi bên cạnh hoàng hậu, thận trọng đỡ lấy cô. Anh Giang, Chu Khải tuét miệng cười, có chút ngượng ngùng vội vàng buông tay. Anh Giang, thật là làm phiền anh phải tự mình đến đây. Uyển Thuần rất tự nhiên xoa xoa cái bụng trơn nhẵn, đưa cho Giang Hải một tập tài liệu. Để tỏ lòng lịch sự, Uyển Thuần cũng tháo cái mũ và kính xuống. Ban đầu, việc ký kết hợp tác của Uyển Thuần và tập đoàn Uyển như tiến hành vô cùng thuận lợi, hôm nay đã được nếm trái ngọt, lại có thêm mấy dự án rất tốt. Thậm chí, Cố Uyển như còn âm thầm hợp tác cùng Uyển Thuần, chung nhau bỏ vốn thành lập công ty chi nhánh, dân sự hóa những kỹ thuật ưu việt mà Giang Hải lấy được. Bản hợp đồng này cực kỳ quan trọng, cho nên Cố Uyển như muốn Giang Hải tự mình đi một chuyến. Quan sát hai người, Giang Hải rất hài lòng. Trước đây Chu Khải chẳng qua chỉ là một tên du côn nhỏ bé, không ngờ, bây giờ lại được gả vào nhà giàu rồi. Mà, Uyển Thuần lại có thể si tình đối với Chu Khải. Tình yêu là gì, có lẽ bọn họ không cần lên tiếng, chỉ nhìn hành động đỡ đối phương mà Chu Khải mới vừa rồi làm là sẽ hiểu. Đứng cách đó không xa nhìn sang, trao đổi của hai người Giang Hải và Uyển Thuần đều bị đám người Bùi Dương thu hết vào mắt. Khi Uyển Thuần tháo kính xuống, tất cả mọi người đều chấn động một cái, hô hấp cũng dừng lại. Ồ, hít thêm một hớp khí lạnh, ngay cả Bùi Dương luôn tự nhận là đã nếm hết mùi vị mỹ nhân của thiên hạ cũng kinh ngạc há to miệng, nước miếng suýt chút nữa chảy xuống. Thiên hạ vẫn còn người đẹp như thế này sao? Thật lâu sau đó mới giật mình tỉnh lại. Bùi Dương để ý thấy, thanh niên đeo kính bên cạnh, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, vô cùng dâm tà,
hận không được lập tức tiến lên đè xuống chinh phục. Đàn bà mà thanh niên đeo kính này nhìn chúng, gã thích dùng võ lực để chinh phục. Còn Bùi Dương thì ngược lại có một chút văn nhã, thích dùng tiền đè chết người. Không có người đàn bà nào có thể chống lại sự cám dỗ của tiền, anh ta thích hưởng thụ cảm giác thống khoái khi cầm tiền quăng vào mặt đàn bà. Thanh niên đeo kính và Bùi Dương bốn mắt nhìn nhau, trong giây phút này bọn họ cũng từ trong mắt của đối phương thấy được dục vọng của nhau, nồng nặc dục vọng. Giờ khắc này, Bùi Dương thậm chí quên mất, mục đích anh ta đến thành phố Giang Tư là vì cái gì. Xoay người lại đạp một cái, thanh niên đeo kính đánh thức gã đàn em vẫn còn ở đang ngây ngốc nhìn. Đi, kiếm cho tôi một cái dây, tìm thêm một người làm mối. Anh nói là sự thật sao? Giang Hải lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cổ quái liếc nhìn Chu Khải. Thằng cha này, cái gì cũng không hay, nhưng số mệnh lại thật không tệ. Bên cạnh Uyển Thuần chưa bao lâu, thế mà đã mang bầu rồi sao? Uyển Thuần ngượng ngùng cười một tiếng, Chu Khải gãi gãi đầu, dáng vẻ thật thà. Hi, người đẹp, lúc này, bên cạnh truyền tới một giọng nói chói tai. Đại ca của chúng tôi muốn cùng cô vui vẻ một chút. Vui vẻ một chút. Bùi Dương và thanh niên đeo kính nhất thời cũng sững sốt. Âm thầm mắng một tiếng, con mẹ nó, thằng cha này có biết nói chuyện hay không? Đối với gái làng chơi bình thường nói thế nào cũng được, chỉ cần có thể rút được tiền ra thì những người đó sẽ dễ dàng khuất phục. Uyển Thuần nhìn một cái liền biết không bình thường, hiển nhiên không phải là hạng tùy tiện có thể vui đùa một chút. Mà ở bên kia, Giang Hải đang cười mỉm, rất là cổ quái. Quan sát tên đàn em này từ trên xuống dưới, người này có phải sáng ra khỏi cửa không xem giờ hay không? Mở miệng chính là nói mấy câu tìm chết. Chu Khải thì biến sắc, một luồng sát khí vô hình muốn nổ ra. Ngay trước mặt anh ta, lại dám há miệng muốn cùng người đàn bà của anh ta vui vẻ một chút, chú có thể nhịn, nhưng thím quyết không thể nhẫn. Mày vừa nói cái gì? Chu Khải đứng ở trước mặt gã đàn em, vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn. Vợ quá xinh đẹp, nhiều lúc cũng sẽ sinh ra rất nhiều rắc rối. Nhưng Chu Khải hiển nhiên không phải người sợ bị kiếm chuyện, hơn nữa. Lâu rồi không đánh loại không mở mắt này, chân tay thấy ngứa ngáy. Cút sang một bên, ông đây không muốn nói chuyện với mày. Cô em, đi chơi cùng đại ca của anh đây một lúc, cô muốn cái gì, cứ việc nói ra. Là túi sách Louis Vuitton, hay là thích đồ trang sức? Chỉ cần phục vụ cho đại ca tôi vui vẻ, tiền, không thành vấn đề. Đừng giả bộ dè đặt nữa, bây giờ là đại ca tôi mời cô, nếu như cô để cho đại ca tôi mất hứng. À, ngay lập tức, gã đàn em cong người như một con tôm, bay thẳng ra ngoài, mông đụng vào trên cột đá, sau khi kêu lên thảm thiết, té ngã trên đất, ngất xỉu. Những chuyện này, xảy ra quá đột ngột, ngay cả Uyển Thuần cũng không phản ứng kịp. Nhưng trong con mắt xinh đẹp của Uyển Thuần lại không có chút nào lo âu, loại chuyện này đã không phải lần đầu xảy ra. Ngược lại là Giang Hải, hai tay vẫn khoanh trước ngực, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Thân thủ của anh. Cứ tưởng là xa sút rồi, gần đây thấy có tiến bộ đấy. Giang Hải không kiềm được khen một tiếng. Để tiến bộ thần tốc giống như Chu Khải, trừ liều mạng cố gắng ra, ngộ tính cũng rất quan trọng. Tôi cảm thấy cứ ở lại thành phố Giang Tư tu luyện, khẳng định sẽ mạnh hơn so với bây giờ. Chu Khải có chút không hài lòng. Giang Hải ha ha cười một tiếng. Đời người nhiều lúc phải đưa ra lựa chọn, làm lão tổng một đại tập đoàn. Uyển Thuần làm sao có thể để cho người đàn ông của mình làm hộ vệ cho người khác? Tự tìm chết. Ngẩn ra chốc lát, gã thanh niên đeo kính nhất thời giận dữ. Cái gã thanh niên nhìn thật thà đó, lại dám đánh người của mình, không phải ra oai với gái, vậy là cái gì? Người ác không thích nói nhiều, thanh niên đeo kính này chính là thứ người như vậy. Một tiếng gầm lên, đứng lên, một quả đấm mang kình khí cuồng bạo thẳng mặt Chu Khải. Một quả đấm này, nếu như chúng mục tiêu, đầu Chu Khải sẽ vỡ ra giống như quả dưa hấu. Cho dù giết người ở thành phố Giang Tư, gã cũng không quan tâm. Không giống người của thế lực ngầm bình thường, thân thế của thanh niên đeo kính không nhỏ, là thủ hạ của hoàng tộc thống trị tỉnh Đông Nam. Cũng có thể nói thanh niên đeo kính là chân chó của hoàng tộc. Quả đấm nhanh chóng lớn lên ở trong mắt Chu Khải, nhưng Chu Khải vẫn đứng thẳng tại chỗ. Não tàn. Trong cổ họng thốt ra hai chữ này. Chu Khải chờ thanh niên đeo kính đánh tới gần, lúc mắt thấy sắp đánh vào trên mặt mình, bỗng nhiên xuất thủ. Ra sau mà tới trước, mũi chân của Chu Khải từ một góc độ xảo diệu đá thẳng về phía cổ của thanh niên đeo kính. Ở trước mặt Chu Khải, một võ giả bình thường,
cũng giống như một đứa trẻ tập tễnh đi học. Khóe môi nhếch lên chưa cười ra tiếng thì bỗng nhiên thu lại, hai mắt thanh niên đeo kính nheo lại. Quá nhanh, không còn kịp suy tư nữa. Theo bản năng, nghiêng cổ định tránh thoát. Nhưng tất cả đã quá muộn, mũi chân đã để ở trên xương quai xanh, truyền ra tiếng xương vỡ vụn. Bụp, một đấm lại trúng ngay ngực thanh niên đeo kính, khiến ngực lõm xuống. Bốp, thêm một bạt tai, cả người thanh niên đeo kính bay thẳng ra ngoài. Gã ta đập thẳng đầu vào cây cột, khiến cho đại sảnh khách sạn rung lên. Đầu vỡ vụn, thanh niên đeo kính đừng nói là hít vào, ngay cả chút ra hơi thở cuối cùng cũng không được, trong nháy mắt toi mạng, chết không kịp ngáp. Chớp nhoáng, Chu Khải đã đứng ở trước mặt Bùi Dương. Tôi, không làm gì cả. Vừa ra tay chính là một mạng người, khiến cho Bùi Dương khiếp vía. Anh ta muốn nói là anh ta cái gì cũng không làm. Nhưng Chu Khải lại lắc lắc đầu. Không, là mày làm, tôi thật không có làm mà. Lắp ba lắp bắp, Bùi Dương sợ hãi tới cực điểm. Anh ta không biết gã Chu Khải trước mắt là ai, nhưng hiển nhiên là biết đã đụng phải người không nên đụng vào rồi. Không, mày có. Đại ca, tôi sai rồi. Chu Khải tuét miệng cười một tiếng, không, mày không sai. Chợt dùng mình một cái, Bùi Dương nuốt vội nước miếng, hai đầu gối đều như nhũn ra. Chu Khải nói, ánh mắt nói cho tao biết, mày muốn làm, mày cũng đã nghĩ rồi. Có lòng bất chính với vợ tao, mày đáng chết. Nụ cười của Chu Khải có chút dọa người. Bốp, một bạt tai, nửa bên mặt Bùi Dương sưng lên. Nghiêng đầu, trào ra một búng máu, xen lẫn một cái răng trong đó. Nhìn, đã là sai rồi. Bốp, thêm cái nữa, bên mặt kia cũng sưng lên. Thèm muốn, lại càng sai. Bốp, mày còn sống, cũng là một sai lầm. Bốp, mày xuất hiện ở thành phố Giang Tư, là chán sống rồi. Thành phố Giang Tư, rất lâu rồi không người nào dám tới gây chuyện như vậy, lần gần nhất trước đây, ngay cả Giang Hải cũng không nhớ ra được, là ai lớn gan như vậy. Đầu kêu lên ong ong, Bùi Dương đột nhiên quỳ sụp xuống đất, đầu gối chuyển tới đau nhức. Nhanh chóng cút ra khỏi thành phố Giang Tư, nếu không tao sẽ lấy đi cái mạng nhỏ này. Dẫu sao thì Bùi Dương cũng thật chưa làm cái gì cả. Cút! Bùi Dương giống như người nằm mộng mới tỉnh, cả người run rẩy, vốn cho là Chu Khải sẽ không chút do dự mà giết mình. Thành phố Giang Tư, quá đáng sợ. Toàn bọn điên. Hạ nhĩ cử nhất động của Chu Khải, Uyển Thuần đều nhìn rõ ràng. Trong ánh mắt, có thưởng thức, có mê luyến, ngưng kết thành tình yêu nồng đậm. Cô thích người đàn ông của cô bảo vệ cô, bất kể người đàn ông này làm cái gì. Giang Hải hắng giọng, chậm rãi lắc đầu. Chẳng lẽ, anh không muốn hỏi một chút xem gã này là người nào sao? Không kể anh ta là ai, đều đáng chết. Giang Hải từ chối cho ý kiến, bởi vì đúng là đáng chết thật. Anh Giang, thật xin lỗi, tôi. Ở thành phố Giang Tư lại xuất hiện án giết người, lại còn ở ngay khách sạn của tập đoàn Uyển Như nữa, đây đối với Giang Hải mà nói, không phải là không có ảnh hưởng. Giang Hải đảo mắt nhìn chung quanh. An ninh của nơi này rất biết quy tắc, lập tức phong tỏa, không cho bất kỳ ai ra vào. Giang Hải là người nào, thủ đoạn làm việc như thế nào nhân viên làm việc nơi này có lẽ còn không biết. Nhưng, Chu Khải đã từng là người phụ trách an ninh ở đây, bọn họ đều biết, có thể chịu thua thiệt sao. Giang Hải khoát khoát tay, bảo người xử lý đi. Ngay sau đó Giang Hải rời đi, hoàn toàn không để ở trong lòng chuyện vừa mới xảy ra với Bùi Dương. Giang Hải chỉ xem như đây chính là một thằng ngu thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Vợ, vừa rồi em không sợ hãi chứ? Chu Khải ân cần hỏi han, đỡ Uyển Thuần lên lầu. Uyển Thuần khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, có anh ở đây, không có gì đáng sợ. Giang Hải còn chưa đi xa, cả người tự nhiên nổi da gà, trong đầu nghĩ, thời điểm mình và Cố Uyển Như đi cùng với nhau, cũng có những kẻ có ý đồ như vậy. Sảnh khách sạn, không bao lâu sau, người chết được đem đi. Vết máu trên đất cũng được dọn dẹp sạch sẽ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà mặt Bùi Dương đã sưng thành đầu heo, vội vàng rời khỏi thành phố Giang Tư. Anh ta phải về tỉnh Đông Nam, đi về để gọi thêm người, anh ta muốn cho Giang Hải biết, đắc tội nhà họ Bùi ở Đông Nam, sẽ có kết quả như thế nào. Ở thành phố Giang Thành, Ung Tiểu Ni đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe người làm báo cáo, chậm rãi mở mắt ra, thở dài. Chẳng lẽ, ở trên đời này, cũng không có người nào có thể đối phó được Giang Hải sao? Giang Hải, người của chủ tịch ở Đông Nam cũng dám giết, thật đúng là lớn gan làm bậy.
Chương 343. Tập đoàn Uyển Như, cả Giang Hải nữa. Bên ngoài khách sạn Holiday, Bùi Dương cắn răng nghiến lợi, chỉ có điều cắn răng một cái lập tức đau kêu thé lên. Tao nhất định phải khiến mày sống không bằng chết. Trước đây, tao chỉ muốn lấy một vài kỹ thuật sản xuất, bây giờ, tao muốn nuốt trọn toàn bộ tập đoàn Uyển Như. Nói xong, anh ta lập tức rời đi. Trở về tập đoàn Uyển Như, để hợp đồng trên bàn của Cố Uyển Như. Cố Uyển Như ngẩng đầu, khách sạn Holiday xảy ra chuyện gì sao? Có thằng ngu muốn cùng Uyển Thuần vui vẻ một chút, kết quả. Giang Hải không đếm xỉa tới, chết người mà vẫn ung dung như chết một con kiến vậy, hoàn toàn không để ý tới chuyện này. Tin rằng giám đốc khách sạn Holiday cũng sẽ không lắm mồm nói đánh chết người rồi, chắc là chỉ nói có đánh lộn thôi. Mới vừa rồi Tần Hiên đã tới đây, Cố Uyển Như nhíu mày một cái. Anh ta nói gì? Nhiễu loạn thị trường ở thành phố Giang Thành là người nhà họ Bùi ở tỉnh Đông Nam, còn nữa, những nơi khác ở tỉnh Hải Đông, cũng lục tục xuất hiện sản phẩm của bọn họ. Giang Hải gật đầu một cái, chuyện ăn cắp bản quyền kỹ thuật này, xem ra không giải quyết thì không được. Nhà họ Bùi tỉnh Đông Nam sao? Đối với Giang Hải mà nói, chỉ như chuyện hài mà thôi, hoàn toàn không để ở trong lòng. Có điều, tổn thất 3 tỷ, nhà họ Bùi sợ là cũng không chịu nổi đi. Trong lúc đó, Bùi Dương trở lại thành phố Giang Thành, rụng mất một cái răng, che cái mặt sưng như đầu heo, sắc mặt cực kỳ khó coi như ăn phải xít vậy, hai tròng mắt nhỏ dài giống như là muốn ăn thịt người. Anh ta đi thành phố Giang Tư, mục đích là để đối phó Giang Hải, không ngờ, lại gặp phải một thằng điên, còn trong nháy mắt giết chết gã đeo kính là cao thủ anh ta mời tới. Rất nhanh, tài liệu liên quan đến Chu Khải đã được giao đến trong tay Bùi Dương, anh ta ngẩn người, hừ một tiếng. Uyển Thuần, thì ra là người này. Mình còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, không ngờ, lại là một đứa ở rễ ăn bám. Lập tức gọi đàn em tới, mặt lạnh như băng ra lệnh, tìm người này cho tôi, bất kể dùng bao nhiêu tiền, tôi muốn cái gã Chu Khải này chết. Còn nữa, giết luôn cái gã Giang Hải đó nữa. Đàn em thấp giọng hỏi, anh Bùi, chuyện này để tự chúng ta đi làm, không phải tốt hơn sao? Nếu như bị Chủ tịch Đông Nam biết, Bùi Dương vỗ đùi, con mẹ nó mình sao lại không nghĩ tới nhỉ? Cau mày, đi qua đi lại, cái răng bị đánh rụng kia bỗng đau dữ dội, trong miệng phát ra tiếng rên khẽ. Chuyện này tôi phải gọi điện thoại cho chủ tịch cơ. 5 phút sau, Bùi Dương bỏ điện thoại xuống, khóe miệng mỉm cười tà mị. Bên người chủ tịch cơ còn có mấy cao thủ, có lẽ, những chỗ khác còn tồn tại những cao thủ lợi hại hơn. Đắc tội với hoàng tộc, cho dù 100 cái tập đoàn Uyển Như cũng không là gì. Chứ đừng nói chi là một gã Giang Hải. À, đúng rồi, còn có cái gã Chu Khải đó nữa. Thấy trên mặt Bùi Dương mang ý cười tàn nhẫn, gã đàn em lặng lẽ nhích lại gần, thấp giọng nói, anh Bùi, nghe nói tập đoàn Uyển Như đã tiến quân vào hai tỉnh Danh Quận và Thanh Thiền, nếu như, sản phẩm của chúng ta. Ừ, cậu nói đúng. Không cần gã đàn em nói, Bùi Dương sớm đã có sắp xếp, trước đây chẳng qua là sản lượng chưa đủ, hôm nay, tăng thêm 2 chuyền sản xuất. Bùi Dương tin, chỉ cần hàng nhái này tiến vào thị trường, lập tức sẽ giành lấy thị phần của tập đoàn Uyển Như. Ở bên kia thế giới, một đám người đang trong sa mạc khó khăn tiến về phía trước. Mặc dù mọi người hợp tụ ở một nơi, nhưng lại chia làm 5 đội. Một người đàn ông da trắng mặc áp giáp uy mãnh dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào thời tiết khắc nghiệt bất ngờ xảy ra ở phía trước. Anh chắc chắn, nơi tìm ra là Lập Thí. Trong truyền thuyết, Lập Thí là thánh địa. Là vùng đất chảy ra sữa và mật ong. Nhưng bọn họ đi qua khu vực này, chỉ có gió cát đầy trời, dưới chân tất cả đều là cát sỏi. Mặt trời như lửa treo ở trên cao, mồ hôi tuôn ra như mưa rơi. Chàng kỵ sĩ, căn cứ và cổ tịch ghi lại, đích xác là Lập Thí. Từ lúc tổ tiên rời khỏi Lập Thí, tiếp tục cuộc sống lưu vong, mảnh đất này đã bị thần linh từ bỏ. Một người lập dị, giọng nói nặng nề, trên dưới khắp người bọc ở bên trong áo bào đen. Chỉ lộ ra một đôi mắt đen hai tròng mắt sáng ngời. Chẳng qua là, trên người này lại tỏa ra một mùi vị mục nát, giống như một khối thịt muối hong gió bị nấm mốc, vừa giống như rau cải muối lên men bị hỏng, mùi khiến người ta nôn mửa. Chỗ các người tìm được, là cửa vào sao? Một người khác hỏi. Ở nơi đó, phát hiện một ít thứ kỳ lạ. Vùng đất Lập Thí hư hư thực thực kia, là người lập dị phát hiện trước, vốn là nơi thăm dò dầu mỏ, không ngờ lại có thu hoạch kinh người. Giấy không giữ được lửa, rất nhanh mấy đại thế lực, tất cả đều biết được. Chính là bởi vì thế,
mới có lần này cùng nhau thám hiểm. Lập thí, rất nguy hiểm. Một giọng nữ nũng nịu vang lên, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Người lập dị, không có ý kiến gì. Nếu như không phải xảy ra một ít chuyện quỷ dị, người lập dị cũng sẽ không đồng ý cho người ngoài tham dự vào. Bởi vì, người lập dị biết, để chống lại lời nguyền, máu của Quang Minh có công hiệu thần kỳ. Nơi này, thật đúng là quỷ dị khác thường. Người đàn ông mặc giáp chậm rãi nắm tay lên trường kiếm bên hông, ông ta cảm giác được nguy hiểm. Trong nháy mắt, cát vàng cuồn cuộn, cơn lốc quét tới. Chung quanh đoàn người, trong nháy mắt xuất hiện những trận bão cát, không gian bên người dường như đều đang vặn vẹo. Năm đội ngũ nhanh chóng tụ họp cùng một chỗ, tình hình không hay đang tràn tới. Không, đây tuyệt không có khả năng là lập thí. Có phải hay không, còn cần đi xem qua mới biết, không phải sao. Anh chàng kỵ sĩ, cơn lốc càng ngày càng gần, cát sượt trên mặt, đau rát khó chịu. Đang lúc mọi người cảm thấy bọn họ sẽ phải bỏ thân hại nơi này, trong mấy hơi thở, bão cát vậy mà đột nhiên biến mất. Cát bụi đầy trời phiêu phiêu rơi xuống, dường như muốn vùi mọi người vào trong cát. Nhưng trước mặt cách đó không xa, xuất hiện một cái hố cát lớn. Dụng cụ thăm dò dầu mỏ vẫn đứng sừng sững, nhưng tại hiện trường lại không thấy có bất kỳ ai. Nhìn xem, đó là cái gì? Một tiếng thét kinh hãi, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Một tầng cát thật dày, giống như một tầng tuyết đọng, phủ lấp mọi thứ của đoàn thăm dò dầu mỏ. Bên trong cát đá, chỉ có một bộ xương trắng hiện ra trước mặt bọn họ. Hốc mắt như hai động đen, tựa muốn cắn nuốt tất cả mọi người. Kỵ sĩ rút kiếm ra chậm rãi đến gần, dùng trường kiếm khều khều đầu lâu, tiện tay ném qua một bên. Không có gì đặc biệt, chỉ là cái đầu lâu bình thường. Anh ta là người lập dị đấy, anh không thể cứ như vậy mà làm nhục anh ta. Sắc mặt của anh chàng người lập dị người trở nên rất âm trầm, giọng nói lạnh như băng. Tất cả mọi người đều chú ý tới, cái đầu lâu này giống như bị kiến gặm qua vậy, gồ ghề nham nhở. Đây không phải là bị gặm mất, mà là bẩm sinh có thiếu sót như vậy. Dường như thân thể người lập dị đang phát sinh biến hóa quỷ dị. Bị thần linh vứt bỏ, đồng thời phải chịu lời nguyền ngàn năm. Tiến lên phía trước, nhặt cái đầu lâu lên chỉnh trọng để qua một bên. Sau đó, người lập dị này lại đào xới dưới cát đá, rất nhanh lại tìm thấy mấy đoạn xương dài. Nhìn xem, chỗ này cũng có nữa. Bên kia, một cô gái dung mạo kiều diễm, khoác khăn che kín đầu cao giọng kêu lên. Trong tay cô ta cũng là một cái đầu lâu. Nếu như tôi nhìn không lầm, người này chính là người của tòa thánh. Một hòn đá bắn lên trên cao, tất cả mọi người đưa mắt quay đầu sang, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Nơi này không phải là nơi thăm dò của người lập dị sao? Làm sao lại xuất hiện người của tòa thánh ở đây? Các người nhìn xem, thần thánh bảo hộ, chỉ có xương người của tòa thánh mới lộ ra ánh kim như vậy. Sau khi cái đầu lâu được truyền qua tay, tất cả mọi người đều chắc chắn, chủ nhân cái đầu lâu này là người của tòa thánh. Thần thánh bảo hộ, không thể giả được. Người này trước khi chết, đã dùng hết khả năng của mình, nhưng vẫn không trốn thoát khỏi cái chết. Liên tục sau đó, mọi người phát hiện được hơn 20 bộ hài cốt, tất cả đều là xương trắng, không nhìn ra được bất kỳ đầu mối nào. Điều khiến cho người lập dị tức giận là, ở đây người của tòa thánh chỉ có 3-4 người. Tòa thánh đối với người lập dị chúng ra, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Ông ta nào có biết, tòa thánh sắp xếp những người này làm nội gián trong hàng ngũ người lập dị, tất cả đều đã bị người lập dị nhìn ra. Cũng không vạch trần, người lập dị quả thật là thông minh. Muốn dùng sức lực người của tòa thánh để làm công việc khổ cự này. Cát vàng mệnh mông, ở đấy làm công việc thăm dò, vô tranh vô lo với đời, chẳng phải cũng rất tốt sao? Rất nhanh không ít người liền chú ý tới giữa sân, dưới hố sâu là một cái động sâu không thấy đáy. Mà mũi khoan thăm dò đang nhấc bổng trên trời. Hiển nhiên là trong quá trình thăm dò đã gặp vấn đề gì. Dưới cát vàng, lại phát hiện một bộ xương trắng. Bộ xương này nhìn lại có chút ý tứ. Dáng ngồi ngay ngắn, trong tay cầm một cái hộp màu đen. Cái hộp không biết làm bằng vật liệu gì, nhưng mọi người cũng không quan tâm điều này này, cái mà bọn họ để ý chính là, trên cái hộp khảm nạm những viên đá quý có giá trị liên thành, không tưởng tượng nổi. Phía trên là một khối màu vàng trong suốt, to như quả đấm, so với viên kim cương lớn nhất mà người ta tìm được còn lớn hơn nhiều. Lão đảo cầm vào trong tay, miệng của người lập dị nọ lại hiện lên nụ cười cổ quái. Người này chết rồi. Trong tay lại cầm viên kim cương lớn như vậy.
Ngoài ra trên cái hộp còn có những viên đá quý đủ sắc màu khác. Giá trị của cái hộp này thật không thể tưởng tượng được. Trong hộp là cái gì? Trong ánh mắt chàng kỵ sĩ lộ ra cái nhìn tham lam. Chỉ có anh ta để ý tới, những hoa văn trên cái hộp màu đen cũng hết sức cổ quái. Làm sao lại nhìn có chút giống đồ của Phương Đông, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại có chút không giống. Lục lại trong trí nhớ, những hoa văn này, có người có thú, có cả kim tự tháp. Không đợi được nữa, người lập dị từ từ mở cái hộp ra. Cái này, người lập dị sợ ngây người, bất ngờ là bên trong hộp không có bảo vật giá trị nào cả, mà là một vật màu đen. Giống như một nắm tóc, nhăn nhúm, lại giống như là vật còn sống. Đồ vật này có chút cổ quái quỷ dị, người lập dị vội vàng đậy nắp hộp lại. Bất kể đó là cái gì, lấy về trước mới là thượng sách, nơi này nhiều cặp mắt như vậy, ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện chuyện giết người đoạt bảo. Nhưng nắp hộp lại không khép lại được, từ trong hộp lộ ra bốn ngón tay dài. Trắng trẻo như ngọc, mịn màng nõn nà. Ngón tay, rất đẹp, nhưng, lại đáng sợ như vậy. Một tiếng kêu sợ hãi, người lập dị nọ liền hốt hoảng ném cái hộp qua một bên. Cái hộp, từ từ khép lại. Trong lòng chấn động, một hồi lâu mới quay đầu lại, các người, đều nhìn thấy chứ. Cho là mình đang nằm mơ, nhưng nhìn nét mặt của những người khác, nói cho ông ta biết tất cả đều là thật. Cái vật lớn chừng bàn tay ở trong hộp, đúng là đã thò ra một cái tay, tay của một người đàn bà. Mặc dù chỉ có mấy ngón tay, nhưng lại đẹp đến làm cho người ta nghẹt thở, hoàn mỹ không tì vết. Ta của tôi. Đang lúc cảm thấy mờ mịt, bàn tay có chút nhói lên, người lập dị nọ nâng hai tay lên, ngạc nhiên phát hiện, tay của ông ta đang nứt nẻ, bên trong vết rách rỉ ra vết máu đỏ tươi. Mà những vết máu này lại bắt đầu cháy, cháy ra ngọn lửa xanh biếc. Chương 344. Ngay sau đó, từ cánh tay, lan lên bả vai, ngực. Ngọn lửa màu xanh lá cây tiếp tục lan đến toàn thân. Đừng, đừng tới gần. Kỵ sĩ níu những người muốn xông lên cứu người lại, trong ánh mắt, tất cả đều hiện lên vẻ sợ hãi. Ma quỷ, ma quỷ. Ông ta phải chịu lời nguyền của ma quỷ. Ông ta bị ma quỷ nguyền rủa. Là cái hộp kia. Trước mắt mọi người, người lập dị này cuối cùng hóa thành một bộ xương trắng, hết sức quỷ dị. Đây không phải là lập thí. Chắc chắn không phải. Có người điên cuồng gào thét, có người sợ hãi lật đật muốn chạy đi. Nhưng, đúng lúc này, trong đám người lại truyền ra tiếng thét chói tai. Lại có thêm một người xuất hiện cảnh tượng quỷ dị vừa rồi, tay rồi cuối cùng là toàn thân bị ngọn lửa màu xanh thiêu đốt. Cuối cùng cũng hóa thành xương trắng. Rời khỏi nơi này, phải rời khỏi nơi này ngay. Lại có người thét lên chói tai, liền lăn một vòng muốn thoát đi. Nhưng, lúc này mấy người đàn bà lại không động đậy, bọn họ đang xì xào bàn tán, khóe miệng còn mang theo nụ cười quái dị. Một mỹ nữ tóc vàng mặt mũi dáng dấp xinh đẹp, chậm rãi tiến lên trước, trong miệng không biết nói lại nhảy cái gì. Ngay sau đó, chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy cái hộp màu đen vào trong tay. Xoay người, mắt nhìn mọi người. Phía trên này, có rất nhiều đá quý, các người không muốn sao? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Không một ai trả lời, vẻ mặt từng người đều vô cùng sợ hãi. Cầm cái hộp màu đen, chậm rãi tiến về phía mọi người. Các người thật không muốn sao? Không, không muốn, mau ném nó đi, ném đi. Nếu như vậy, món đồ này chính là của gia tộc Hắc Ám tôi rồi, các người không có ý kiến gì chứ? Điên cuồng, tham lam, gia tộc Hắc Ám vì mấy viên đá quý bên trên, lại cam tâm mạo hiểm như thế này. Tất cả mọi người đều nhìn cô gái của gia tộc Hắc Ám, nhìn như nhìn một ác ma từ địa ngục chui ra ngoài. Nhưng, mãi đến khi trời tối, cũng không xuất hiện một màn quỷ dị kia nữa. Phân tích quả không sai, chỉ cần không mở nắp hộp ra, thì nó an toàn. Người bị phong ấn bên trong là ai? Cô gái của gia tộc Hắc Ám, ánh mắt cũng sáng lên. Nó sẽ trở thành bảo bối của gia tộc Hắc Ám chúng ta. Chúng ta muốn dùng nó để đổi lấy sự trường tồn muôn đời của gia tộc Hắc Ám. Sáng sớm ngày hôm sau, những người khác mới phát hiện, những cô gái của gia tộc Hắc Ám không biết đã rời đi từ lúc nào, bọn họ tuyệt nhiên không có phát hiện ra. Cách xa bọn họ một chút, bọn họ đã chịu lời nguyền. Lời chàng kỵ sĩ nói như đinh chém sắt. Một màn xảy ra ngày hôm qua, trong lòng tất cả mọi người để lại một bóng ma tâm lý, người đụng vào cái đó cái hộp màu đen đó, nhất định sẽ biến thành một bộ xương trắng. Tất cả chuyện xảy ra ở vùng đất thăm dò này, rất nhanh sau đó đã được truyền ra ngoài.
bất kể là người của tòa thánh, hay là người lập dị, là gia tộc Gandhi hay gia tộc Hadi, đều đồng thời phái người cẩn thận theo dõi động tĩnh của gia tộc Hắc Ám. Bọn họ đang nghĩ, gia tộc Hắc Ám một khi bị lời nguyền của thần linh, tất cả đều sẽ hóa thành xương trắng, như vậy sẽ đến lúc phân chia lợi ích của bọn họ. Truyền thừa mấy ngàn năm của gia tộc Hắc Ám có bao nhiêu tài sản, không cách nào tính được. Nhưng, gia tộc Hắc Ám giống như con chuột trốn vào hang tối vậy, lấy được cái hộp màu đen xong rồi cũng không có một chút tin tức gì nữa. Athena mất tích như vậy, không khỏi khiến cho người mơ tưởng đến cô suy nghĩ viễn vông, có phải cô đã hóa thành một bộ xương xinh đẹp nhất không, ngay cả bộ xương của Athena vẫn có sức mê hoặc lòng người. Trong lúc này, bảo vật đã về tay gia tộc Hắc Ám. Athena xa xa nhìn chăm chú cái hộp màu đen. Không được tôi cho phép, bất cứ ai cũng không được mở ra. Nếu ai mở nó ra, đó chính là lúc diệt vong, trực tiếp bị ác ma đưa đi xuống địa ngục. Athena đã có nghiên cứu qua hoa văn phía trên. Đôi mắt xinh đẹp của Athena lưu chuyển, quay đầu cái này muốn biểu đạt ý gì? Thượng đế tạo ra con người. Thái độ của người chuyên gia vô cùng cung kính, mắt nhìn thẳng. Ông ta không dám nhìn Athena, sợ bị người đàn bà hấp dẫn này mê hoặc, từ đó đánh mất đi lý trí. Có điều, thượng đế, hẳn không phải là một người. Hửm, Athena nghi ngờ cau mày. Thượng đế, làm sao lại có thể không phải là một người? Trong thiên hạ, ai mà không biết, thượng đế sáng lập ra cái thế giới này, cũng là thượng đế sáng lập ra loài người. Tiễn người chuyên gia đi, Athena nghi ngờ nhìn cái hộp màu đen, đá quý gắn trên đó sáng bừng lên, chẳng qua thật đáng tiếc, quá nguy hiểm. Bọc cái hộp lại, đem về phương đông, có điều nhất định phải giữ bí mật. Athena lập tức căn dặn. Nhưng ngay sau đó, Athena giật mình lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Chẳng lẽ, thứ đó thật sự tồn tại? Để trừng phạt loài người, thần rất dùng đất sét nặn ra một người đàn bà, gọi là Pandora. Trên người Pandora hội tụ tất cả những gì hoàn mỹ nhất của người phụ nữ. Aphrodite ban cho cô năng lực quyến rũ linh hồn đàn ông, Hera cho cô tính tò mò, lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Athena ban cho cô sự thiếu hiểu biết và một số kỹ năng lao động, ví dụ như dệt vải may vá, khiến cho Pandora trở nên càng nhìn càng mê người. Epimetheus lại cho Pandora một món quà, là một cái hộp lớn thật chắc chắn. Pandora đứng trước Epimetheus, đột nhiên mở hộp ra, thả ra tất cả tham lam, dối trá, ghen tị, thống khổ, tật bệnh. Vốn là cái thế giới tốt đẹp, bỗng trở nên đục ngầu. Từ đó Pandora được gọi là nguồn gốc của tai họa. Bên trong hộp, đựng cái gì? Giọng nói Athena có chút run rẩy. Thứ mà giống một nắm tóc, còn giống như một nắm sâu nhỏ, bọn chúng quấn lấy nhau, công kích lẫn nhau. Nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó, trong lòng của mỹ nữ tóc vàng này vẫn còn sợ hãi. Sắc mặt trở nên khó coi, dung nhan tuyệt đẹp lại mang theo vẻ buồn chán mị hoặc lòng người. Người đàn bà này cho dù là làm gì, cũng sẽ khiến đàn ông nóng lòng muốn phát cuồng lên. Thì ra nó thật sự tồn tại. Trong hộp, chính là nguồn gốc của tai họa. Athena, chúng ta có đưa cái hộp này đi phương đông không? Athena cười, nụ cười mị hoặc chúng sinh. Tại sao lại không nhỉ? Thả cái nguồn gốc của tai họa này ở phương đông, có thể đánh thức con rồng lớn trong truyền thuyết, hoặc là sẽ gây ra dịch bệnh khắp nơi. Có điều, khi giao món đồ này vào trong tay anh ta, chúng ta nhất định phải lấy được thứ chúng ta muốn. Mỹ nữ tóc vàng khom người lui về phía sau mấy bước, nhanh chóng rời đi chuẩn bị. Ánh mắt Athena trở nên âm trầm đáng sợ. Người lập dị cuối cùng sẽ bị hủy diệt, còn lại lực lượng của tòa thánh, làm sao so được sự sống lại của thần Athena. Những người khác, ha ha, đều không phải là đối thủ của gia tộc Hắc Ám. Ở một chỗ bí ẩn bên trong rừng rậm, một tòa kiến trúc cổ điển đứng trơ trọi một mình, không nhiều người biết nơi này, chính là vùng đất của gia tộc Hadi, lâu đài Eagle. Những thứ mà các người đang nói, đế vương của phương Đông sẽ không cảm thấy hứng thú đâu. Giọng nói Philip trầm thấp, cau mày lại. Ở trước mặt, đang đặt một cái vương miện tinh xảo đẹp dị thường, là vương miện của Rudolph. Chẳng qua cái này vương miện chỉ là hàng giả, cho dù có làm tinh mỹ hơn nữa, cũng vẫn là hàng giả mà thôi. Cái gã đầu heo da vàng phương đông này, cái dạ dày cũng thật là lớn. Một ông lão tóc trắng, ánh mắt sắc bén âm thầm nhìn mọi người một lượt, khi cùng Philip bốn mắt nhìn nhau, lạnh lùng hừ một tiếng. Philip, anh làm sao có thể khẳng định, cái gã đầu heo da vàng đó nói là sự thật, nếu như trong tay gã không có cái vương miện Rudolph mà chúng ta muốn thì sao? Không. Anh ta có.
Philip thấp giọng nói. Nếu như không có, anh ta làm sao biết được cái Vương Miện trước mặt chúng ta là hàng nhái chứ? Đúng là, chuyện này trước đến giờ chỉ có người của gia tộc HD biết, hơn nữa là những người thuộc về tầng lớp trên cao mới biết được. Không ai lại truyền tin tức này ra ngoài, trừ phi người đó muốn cho gia tộc HD diệt vong. Theo lý giải của Phương Đông, Vương Miện Rudolf đại biểu cho khí vận của gia tộc HD. Từ lúc mất đi Vương Miện Rudolf, sức ảnh hưởng cùng với địa vị của gia tộc HD càng ngày càng thấp. Trước đây từng là gia tộc hoàng thất của chế độ độc tài ở Europa, có địa vị tuyệt đối, hiện đã không còn vinh quang như ngày xưa nữa rồi. Mất đi chế độ độc tài, quyền lực quốc gia rơi vào tay của các thủ tướng. Nói không chừng, một ngày kia, gia tộc HD không còn khí vận nữa, triệt để mất đi hoàng quyền, thậm chí mất đi cả địa vị là quý tộc. Nếu kết quả như vậy, gia tộc HD sẽ không cách nào chấp nhận được. Một việc còn chưa giải quyết xong, thì chuyện khác đã xảy ra. Gia tộc HD rất nhanh sau đó đã nhận được tin tức, Athena đã lén rời đi, đi tới một hòn đảo nhỏ không người, dường như còn đem theo thứ gì đó. Không chỉ có gia tộc HD, người lập dị, tòa thánh, cùng với gia tộc Gandhi, toàn bộ đều nhận được tin tức này. Trên đất liền thì có xe theo dõi, dường như không có chỗ nào có thể ẩn núp được, máy bay không người lái, ảnh vệ tinh, những phương pháp công nghệ cao đều lôi ra dùng hết. Hình ảnh hồng ngoại còn rõ ràng chỉ ra vị trí của Athena ngồi ở trong xe. Còn sử dụng sóng âm đặc thù, đập vào trên kính xe là có thể thám thính được người trong xe đang nói chuyện gì. Những cái này không phải là thứ mà bọn họ muốn theo dõi, Athena cũng không phải người ngu mà không biết, nhưng cô không để ý tới, cũng sẽ không nói gì để bọn họ cảm thấy mất hứng thú. Thứ khiến cho mọi người quan tâm là cái túi đen mà Athena ôm trong ngực, trong đó chứa một cái vật thể hình vuông. Cái đó chính là cái hộp màu đen thần bí sao? Mọi người đều suy đoán như vậy. Athena, muốn đưa cái hộp này đi đâu? Chẳng lẽ, Athena chỉ đơn giản là muốn để cái hộp màu đen ấy ở trên đảo sao? Nếu quả thật là như vậy, tại sao Athena phải tự mình đi? Đến bến tàu, Athena vội lên một chiếc du thuyền, đi thẳng tới hòn đảo nhỏ. Người của mấy đại gia tộc đều ngồi trước màn ảnh, nhìn hình ảnh từ máy bay không người lái truyền về. Cái mà Athena đặt ở trên đùi, chắc chắn là cái hộp màu đen. Trước mặt chính là hòn đảo nhỏ không người, Athena ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười. Rơi bộp một tiếng, trong lòng rất nhiều người đột nhiên đặt ra một câu hỏi, dường như có chỗ nào đó không đúng. Không đúng, ngoài Athena ra, những người khác của gia tộc Hắc Ám đang ở đâu? Trong tay Athena không thể nào là cái hộp màu đen. Cái hộp này, nhất định đã bị người ta lặng lẽ đem đi rồi. Athena tại sao muốn làm như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều không hiểu là cái hộp màu đen đó rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Gia tộc Hắc Ám đồng thời phái đi ba đội xe, chia ra các ngã chạy vội đi. Theo sát bọn họ. Nhưng ở trên hòn đảo không người, Athena giao cái hộp cho một người thanh niên. Thanh niên kia lập tức rời đi, không ai để ý, cái hộp, giả, này, sẽ được đưa đi đâu. Chương 345. Athena nhìn đại dương. Khóe miệng nở nụ cười quyến rũ, động lòng người. Anh, rốt cuộc là người thế nào? Không ai để ý tới, mùi thơm duy nhất trên người Athena đã phai đi không ít. Cũng không ai biết rằng, đây là do lời nguyền đang dần biến mất. Thậm chí, ngay cả thành viên nội tộc trong gia tộc Hắc Ám cũng không biết, chỉ là một viên thuốc nho nhỏ lại có công hiệu kỳ lạ như vậy. Không ai có thể nghĩ rằng tôi thật sự đã tìm được chứ. Thần linh vẫn luôn chiếu cố cho gia tộc Hắc Ám. Lúc này ở tỉnh Đông Nam, Bùi Dương như chó nhà có tang lật đật trở về nhà họ Bùi. Cháu vừa nói gì? Một ông lão cao tuổi nhà họ Bùi trong cơn thịnh nộ, một quyền đập vỡ cái bàn. Cháu nói đều là sự thật, tập đoàn Uyển Như đã lừa cháu. Chú à, là cháu bị lừa rồi. Bùi Dương nói với họ, không phải là anh ta đang trộm kỹ thuật của tập đoàn Uyển Như, mà là thông qua mua bán sòng phẳng với họ, chẳng qua là đã bị Giang Hải lừa gạt. Không chỉ có lừa anh ta, mà còn tìm người đánh anh ta nữa. Không ngờ Bùi Dương đã tìm một người thay thế, hơn nữa còn làm ra con dấu giả của tập đoàn Uyển Như để lừa gạt mọi người. Đã diễn thì diễn cho trọn vẹn, làm giả con dấu cũng không phải là việc khó khăn gì. Làm giả một bản hợp đồng, tập đoàn Uyển Như cho dù không thừa nhận, nhưng chuyện mất đi 3 tỷ, anh ta cũng có thể lấy lý do để giải thích với mọi người. Cháu đúng là... Chú nói cháu cái gì cũng tốt. Tức đến nỗi chòm râu bạc không ngừng run rẩy, 3 tỷ, đây chính là 3 tỷ đó.
Nhà họ Bùi mất đi 3 tỷ này, đối với họ mà nói cũng không là gì, nhưng nếu như chuyện này lộ ra ngoài, Bùi Dương chắc chắn không còn khả năng thừa kế gia sản của nhà họ Bùi. Sắc mặt biến đổi, trong con mắt lộ ra vẻ dữ tợn, trong lòng một ý nghĩ tà ác nổi lên. Chuyện bị gạt 3 tỷ này, cháu có nói cho người khác biết hay không? Ông lão nắm lấy chòm râu, thần thái trở nên thâm trầm. Bùi Dương lắc đầu, để ý tới sắc mặt của ông già, ánh mắt của gã đột nhiên sáng lên. Chú có phải đã có biện pháp gì rồi hay không? Ông lão liếc một cái, chẳng là muốn mượn đao giết người, nhưng thành công hay không, còn phải xem Bùi Hải có vào chồng không. Ông lão hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó cầm lấy điện thoại. Alo, tôi có chuyện muốn thương lượng một chút. Được, chúng ta gặp mặt rồi nói. Ông lão đứng lên, nhàn nhạt nói, nhớ đấy, chuyện này không nên nói với bất cứ ai. Những chuyện còn lại, chú tự có sắp xếp. Bùi Dương liên tục không ngừng gật đầu đồng ý. Ông lão lập tức rời đi, vừa gặp mặt liền cầm ra bản hợp đồng. Các anh nhìn cái này một chút. Hợp đồng chuyển nhượng kỹ thuật chip, giá trị bao nhiêu chắc hẳn trong lòng mọi người đều biết. ... Mấy người có mặt ở đây, không kiềm được hít một hơi khí lạnh. Đây là thật sao? Một người đàn ông trung niên cảm thấy kích động. Cầm bản hợp đồng ở trong tay, như cầm vật nặng ngàn cân vậy, thận trọng vuốt lên những nếp nhăn trên bản hợp đồng. Đương nhiên là thật. Vậy, người đàn ông trung niên nheo cặp mắt lại, Bùi Dương có thể lấy được kỹ thuật cao cấp này, đối với nhà họ Bùi chúng ta mà nói, là cơ hội ngàn năm có một. Lợi ích của nó mọi người cũng đều nhìn thấy. Chẳng qua là, em không hiểu, mấy cái này của anh là ý gì? Là muốn bọn em quay sang ủng hộ Bùi Dương sao? Ông lão chậm rãi lắc đầu, nở nụ cười cổ quái. Không, mọi người vẫn nên ủng hộ Bùi Hải, hơn nữa, tôi cũng sẽ ủng hộ Bùi Hải. Hửm, người đàn ông trung niên trừng mắt, cái này không có khả năng. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ nhìn lão. Lão nói, có thể lấy được kỹ thuật như vậy, chính là lập được công lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là gặp may mà thôi. Muốn tương lai nhà họ Bùi chúng ta càng lớn mạnh hơn, trong lòng tôi cảm thấy Bùi Hải vẫn thích hợp hơn. Hơn nữa, đứa nhỏ này, rất hiếu kính những người lớn như chúng ta, trước đây, tôi đã dự định ủng hộ Bùi Hải rồi. Nhưng, không có nhưng nhị gì cả. Lão nói tiếp, hiện tại, cái kỹ thuật này vẫn còn chưa hoàn thành giao dịch, bên phía tập đoàn Uyển Như dường như có chút hối hận. Nếu như, Bùi Hải thực hiện được hợp đồng này, như vậy, công này ghi cho nó rất thích hợp phải không? Mọi người bừng tỉnh, thì ra là lão tính như vậy. Nếu như Bùi Hải thừa kế chức vị gia chủ, sao lại không ghi lòng ý tốt của lão đây? Mấy người lập tức đồng ý, hợp đồng này giao cho người đàn ông trung niên. Chuyện này, phải tiến hành nhanh chóng, để cho Bùi Hải lập tức lên đường đi. Ông lão cười, tôi đi an ủi Bùi Dương mấy câu trước, nó còn không biết rằng hợp đồng đã bị tôi lấy đi rồi. Lúc này, Giang Hải ở thành phố Giang Tư đột nhiên hắt hơi hai cái thật mạnh. Chảy cả nước mũi. Không ngờ, tỉnh Đông Nam và Athena ngoài đại dương xa xôi, trong lòng cũng đều đang nhớ đến anh ta. Xoa xoa lỗ mũi, Giang Hải ngồi ở trước bàn, lật xem album ảnh của Cố Uyển Như và Lam Sương Nhi. Nhìn cái gì mà chăm chú như vậy chứ? Cố Uyển Như ôm một chồng tài liệu quay trở lại, vừa đặt lên trên bàn liền thấy sắc mặt Giang Hải đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hình của mình. Ánh mắt đó của anh rất đáng ghét. Ngoài miệng thì như vậy nói. Nhưng trong lòng Cố Uyển Như lại có chút ngọt ngào. Lật thêm mấy trang nữa, chính là hình Lam Sương. Dù sao cũng là một minh tinh, ở góc độ này, rất hào sảng, lại cực kỳ tự nhiên. Bày ra động tác phá cách mê người. Nếu so sánh, Cố Uyển Như lại có chút cứng nhắc thiếu tự nhiên, dẫu sao thì cô cũng không được trải qua đào tạo, cũng hiếm khi chụp hình, càng không biết mấy cái kỹ thuật tạo dáng này. Anh nói xem hình của ai đẹp hơn. Giọng nói Cố Uyển Như bắt đầu lên men chua rồi. Giang Hải gãi giã mũi, Lam Sương Nhi rất đẹp. Có thật không? Cố Uyển Như hé miệng cười một tiếng, lập tức liền phát giác không đúng, vốn tưởng rằng Giang Hải sẽ nói rằng mình xinh đẹp hơn. Sắc mặt chợt đổi. Giang Hải tuét miệng cười, vợ à, bọn em không cùng vạch xuất phát để có thể đem ra so sánh, nhưng thật sự là hình của em kém hơn một ít. Ví dụ bức hình Lam Sương trong bộ áo tắm này. Cho dù là vẻ mặt lẫn cử chỉ, hay là khí chất, cũng đều rất tự nhiên. Em thì sao, càng giống như là bức ảnh đi dự lễ tốt nghiệp, chụp hình thôi mà, không nên quá nghiêm túc như vậy. Nếu như, hì hì, nếu như em mặc đồ tắm vào, cô ấy chính là một con vịt con xấu xí.
Ở trong mắt Giang Hải, Cố Uyển Như luôn là người đẹp nhất. Nhưng những lời này, vào trong lỗ tai Cố Uyển Như, lại là một ý khác. Mặt lạnh như băng hừ một tiếng, đẩy Giang Hải, sau khi ngồi xuống, không thèm để ý tới Giang Hải nữa, bắt đầu làm việc. Ôi, vợ à! Giang Hải xoa xoa gáy mình, vò đầu bứt tai cũng không hiểu, Cố Uyển Như sao lại đột nhiên trở mặt chứ? Buồn bã tránh đi, bước đến thang máy châm điếu thuốc. Có phải mình đã nói gì sai rồi hay không? Hút được nửa điếu, Giang Hải thở ra từ lỗ mũi, vội ném tàn thuốc đi, ngay sau đó rút ra viên kẹo cao su rồi cố sức nhai. Tôi biết ngay là cậu lại chạy ra đây mà, vừa vào phòng làm việc của cậu, còn nói cậu đi vệ sinh rồi. Ngô Mẫn đẩy cửa ra, bất đắc dĩ cười một tiếng. Phòng làm việc mà tìm không thấy, chỉ có đang ở thang máy hút thuốc mà thôi. Chuyện này trên dưới tập đoàn Uyển Như đều biết, không còn là bí mật gì, chỉ có mỗi Cố Uyển Như là không biết, mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Giang Hải đều nói là người khác hút thuốc rồi ám vào anh. Sự thật những người bên cạnh Giang Hải không mấy người biết hút thuốc lá. Vì đỡ đạn cho Giang Hải mã không biết bao nhiêu lần cố ý hút thuốc trước mặt Cố Uyển Như, cố làm ra cái bộ dạng là người nghiện thuốc. Cậu cũng nghiện thuốc rồi à? Giang Hải bĩu môi, trong lòng còn đang suy nghĩ Cố Uyển Như tại sao đột nhiên tức giận như vậy. Tôi tìm cậu để uống trà. Ngô Mẫn nhìn Giang Hải mà chân mày nhăn lại khó hiểu. Có chuyện gì à? Giang Hải ngẩng đầu nhìn, lắc đầu một cái, cũng không có chuyện gì, chẳng qua là trên thế giới này, phụ nữ này đúng là sinh vật kỳ quái nhất. Rất lâu rồi mà một người đàn ông như Giang Hải cũng không hiểu nổi, Cố Uyển Như vui buồn cũng không có quy luật gì cả. Ngô Mẫn cũng được coi là một công tử hào hoa, cho tới bây giờ bên người luôn có phụ nữ vây quanh như ruồi. Nói nghe xem, có lẽ tôi có thể hiểu được một chút. Giang Hải kể chuyện mới vừa rồi cho Ngô Mẫn nghe. Dựa theo hiểu biết của Giang Hải, rõ ràng là mình đang khen Cố Uyển Như, nhưng tại sao Cố Uyển Như lại hậm hực không vui? Ngô Mẫn nghe xong thì bật cười, ánh mắt nhìn Giang Hải như nhìn một tên ngốc. Cố Tổng cũng là phụ nữ, Ngô Mẫn cũng hiểu được trong đầu phụ nữ nghĩ gì. Không nên nói chuyện về người phụ nữ khác, càng không nên khen người phụ nữ khác xinh đẹp. Dỗ cho phụ nữ vui vẻ, thì không thể so sánh, cho dù là so sánh, cũng phải nói người phụ nữ khác như là nước lũ là mãnh thú, chỉ khiến người ta chán ghét. Như vậy, không phải là có chút không khách quan sao? Giang Hải vẫn còn đang quấn quýt. Ngô Mẫn bĩu môi không nói. Giang Hải xoa cằm, trong lòng suy nghĩ, mình cũng nên thử một chút xem sao. Khu vui chơi ở phía đông thành phố đã xây dựng xong, cũng nên chọn lấy một ngày đại cát đại lợi để khai trương, cậu có muốn đi xem một chút không? Khu vui chơi đúng là đã tốn không ít tiền, tàu lượn nhìn rất đơn giản, nhưng cũng đáng để chơi một lần, không phải là thứ đồ chơi lãng phí tiền. Được, vậy chúng ta đi chơi một vòng đi, trước khi khai trương, tôi sẽ dẫn Uyển Như cùng đi một chuyến. Nhiều lúc nhìn Cố Uyển Như giống như một đứa trẻ chưa lớn, vẫn thích loại trò chơi mạo hiểm và kích thích này. Có thể nhìn ra Cố Uyển Như vẫn luôn mong mỏi có thể xây xong sớm một chút. Có điều Giang Hải cũng không đi được nữa, bởi vì người nhà họ Bùi ở Đông Nam đã đến. Nhà họ Bùi, rất nhiều chuyện, Ngô Mẫn cũng không biết hết, cái anh ta phụ trách là các dự án đầu tư của tập đoàn Uyển Như. Chúng ta từ lúc nào có quan hệ với nhà họ Bùi thế? Ngô Mẫn thấp giọng hỏi, tôi nghe nói, thị trường trên thành phố Giang Thành bị phá hủy trong thời gian ngắn, chính là do bàn tay nhà họ Bùi làm ra. Giang Hải ừ một tiếng, không nghĩ ra, lúc này nhà họ Bùi cho người tới tập đoàn Uyển Như gặp Cố Uyển Như là có mục đích gì. Cậu có hiểu gì về nhà họ Bùi không? Giang Hải hỏi. Ngô Mẫn trả lời, nói hiểu thì cũng không phải, có điều nhà họ Bùi này cũng có chút tiếng tăm. Trong thế lực ngầm của tỉnh Đông Nam, cũng có số má, thực lực không thể khinh thường, chủ yếu là kinh doanh địa ốc, với hàng tiêu dùng nhanh. Hạ Nhĩ là cái gã Bùi Hải, đã làm ra rất nhiều thương vụ kinh doanh. Mà đều được tôn sùng là những thương vụ kinh điển, người này thật không đơn giản. Thế lực ngầm sao, còn có một chút dáng vẻ của lão đại giang hồ sao? Loại chuyện ăn cắp bản quyền kỹ thuật này cũng là một trong các kỹ năng sao? Anh ta tới tập đoàn Uyển Như làm gì? Tôi xem ra cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngô Mẫn ngồi cũng nhàm chán, nên cùng Giang Hải trở về phòng làm việc của Cố Uyển Như. Lúc này, người đến lại là Bùi Hải, đang hào hứng nói chuyện phiếm cùng Cố Uyển Như. Vẫn những lời tâm bốc, còn chưa nói tới vấn đề chính. Cố Uyển Như cũng chỉ khách sáo trả lời mấy câu, trong lòng đang suy nghĩ, mục đích của nhà họ Bùi là gì.
Người này áo mũ chỉnh tề, rất có khí chất, nói chuyện hòa nhã, nhưng lời nói lại rất sắc bén. Cố Tổng, trước khi tới đây, tôi có nghe nói nhiều về cô, nói cô là một doanh nhân tài giỏi, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Anh Bùi khách sáo quá rồi, tôi chẳng qua cũng là một người bình thường thôi. Cố Huyền Như thuận miệng trả lời qua loa lấy lệ. Dường như cảm giác đã đến lúc rồi, Bùi Dương rút ra một bản hợp đồng. Tôi cũng không nói vòng vo nữa, Cố Tổng, cô lúc nào có thể thực hiện bản hợp đồng này? Chương 346. Hợp đồng nào? Cố Huyền Như cho là mình nghe lầm, trước giờ tập đoàn Huyền Như lại có làm ăn gì với nhà họ Bùi đâu. Anh không lầm chứ? Bùi Dương khẽ mỉm cười, hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, chuyện này sao có thể lầm được chứ? Hợp đồng tập đoàn Huyền Như bán kỹ thuật cho nhà họ Bùi, chẳng lẽ Cố Tổng nhận được tiền rồi, giờ lại không muốn thừa nhận? Vẻ mặt Cố Huyền Như hiện lên biểu cảm khó có thể tin được, nhận lấy bản hợp đồng từ trong tay Bùi Dương, mở ra xem qua, lập tức bật cười thành tiếng. Anh Bùi, tất cả mọi người đều biết về công nghệ độc quyền của tập đoàn Huyền Như, bản hợp đồng trong tay anh là giả. Giả, Bùi Dương làm ra vẻ kinh ngạc, bực tức đứng dậy, xem ra, Cố Tổng muốn cùng với nhà họ Bùi gặp nhau trên tòa rồi. Dứt lời, Bùi Dương đứng dậy rời đi, để lại Cố Huyền Như miệng há hốc hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bùi Dương đương nhiên biết bản hợp đồng này không có giá trị, nhưng vẫn làm dáng một chút, cái này cũng cần thiết. Rất nhanh, anh ta sẽ đưa bản hợp đồng này cho nhà họ Bùi, lấy lý do này, nhà họ Bùi có thể triển khai kế hoạch thâu tóm tập đoàn Huyền Như. Có thể nuốt được tập đoàn Huyền Như hay không? Bùi Hải cũng không để trong lòng. Đưa cho Cố Huyền Như một chút tiền yêu cầu cô giao ra cổ phần rồi rời đi, nói nhẹ không nghe, vậy thì dùng thủ đoạn mạnh bạo. Nhưng chuyện khiến Bùi Hải không ngờ tới là khi anh ta vừa quay về nhà họ Bùi, còn chưa kịp nói chuyện này, thì gia chủ đã muốn gặp anh ta. Vừa rồi từ thủ đô có một đại nhân vật tới, khuyên nhà họ Bùi tốt nhất không nên trêu chọc vào tập đoàn Huyền Như. Nếu như tập đoàn Huyền Như vừa mắt muốn lấy đi sản nghiệp của nhà họ Bùi, cũng tốt nhất nên ngoan ngoãn giao ra. Thật ngang ngược, cuồng ngạo. Lão gia chủ không biết nhân vật đứng phía sau tập đoàn Huyền Như là người như thế nào, nhưng ông ta biết, người thần bí từ thủ đô tới lần này, chỉ cần một ý nghĩ, là có thể khiến cho nhà họ Bùi vạn kiếp bất phục. Chuyện của tập đoàn Huyền Như sau này không nên nhắc tới nữa. Lão gia chủ chỉ để lại một câu nói như vậy, ngay sau đó thì bảo Bùi Hải rời đi. Mà lúc này, một chiếc máy bay cá nhân cũng đáp xuống sân bay của thành phố Giang Tư, từ trên máy bay, người đi kế bên cô gái tóc vàng, trên tay xách theo một cái dương. Anh Giang, không ngờ anh lại tự mình tới đây đón tôi, thật khiến tôi cảm thấy quá vinh hạnh. Cô gái tóc vàng cử chỉ đúng mực, hơi hành lễ, tỏa ra khí chất cao quý. Lần này tới phương Đông, cô đại biểu cho gia tộc Hắc Ám. Phải biết rằng ở phương Tây, gia tộc này giống như hoàng thất vậy. Người thấy gia tộc Hắc Ám đều phải khom người hành lễ. Có điều người cô đối mặt lúc này là Giang Hải. Giang Hải mặt không cảm xúc, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn cái dương màu bạc trong tay cô gái. Đồ ở trong này sao? Giang Hải hỏi. Cô gái tóc vàng khẽ vuốt cằm, nhưng không có ý đưa cái dương cho Giang Hải. Dùng cái này đổi nhé. Giang Hải lấy ra một cái chai, bên trong chứa mấy viên thuốc nhỏ mà gia tộc Hắc Ám ngày đêm mơ tưởng. Cái này... Cô gái tóc vàng hơi cau mày, anh Giang chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Một cái lời nguyền đã ngàn năm của gia tộc Hắc Ám, đã gây ra cho biết bao nhiêu thành viên, một chai nhỏ này làm sao có thể đủ chứ? Bây giờ chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu như là đồ thật, chỗ tôi vẫn còn một ít. Giang Hải nhún nhún vai, làm ra vẻ cô có muốn trao đổi hay thôi. Cô gái tóc vàng quấn quýt do dự, cuối cùng cô cũng không có quyền thương lượng. Đành gật đầu một cái. Chậm rãi giao cái dương vào trong tay Giang Hải. Cô gái tóc vàng không muốn ở lại lâu, xoay người bước lên máy bay rời đi. Còn Giang Hải cũng trở lên xe, lập tức mở ra cái dương nhấc ra cái hộp màu đen. Hô hấp của Giang Hải có chút nặng nề, trong lòng có cảm giác chỉ muốn lập tức mở cái hộp này ra, mọi bí mật về truyền thừa đế vương từ đâu mà đến sẽ biết ngay thôi. Thậm chí, anh còn có cái cảm giác, dường như cái đỉnh lớn kia cũng đang ở một hướng nào đó. Không chờ thêm được nữa, Giang Hải chậm rãi mở cái hộp ra. Trong hộp chậm rãi bay ra một đoàn khói mù màu đen. Giang Hải cũng không có né tránh, viên đá màu đen giống vậy con mắt dần dần trở nên sáng ngời. Thậm chí, càng long lanh hơn. Khói mù dày đặc chạy dài không tiêu tan, giống như có linh tính vậy, không ngừng biến ảo ra các loại hình dáng ở trước mặt Giang Hải.
Tới đây cho tôi. Giang Hải tự lẩm bẩm, chậm rãi há miệng ra nuốt trọn đoàn khói mù màu đen. Sắc mặt dần dần trắng bệch, sau lại biến thành màu đen sẫm. Trong mắt sáng ngời, lóe lên ánh sáng khiến người ta nhìn vào sợ hãi. Tôi biết rồi, biết rồi. Chậm rãi mở mắt, lúc này, sắc mặt Giang Hải lại khôi phục như lúc ban đầu, nhìn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chấm chấm. Quay lại tập đoàn Uyển Như, ánh mắt của Uyển Như đầy cổ quái nhìn Giang Hải. Người chồng Giang Hải này của cô, lúc này lại khiến cô có một loại ảo giác không rõ ràng, phảng phất như một người xa lạ chưa từng gặp qua. Rõ ràng đang đứng ở bên mình, nhưng lại giống như đến từ một thế giới khác. Khí chất cả người cũng thay đổi, thậm chí khiến trong lòng cô có chút sợ hãi. Anh! Vợ, anh muốn nói chuyện với em một chút. Giang Hải kéo Cố Uyển Như ngồi xuống, trên mặt nở một nụ cười. Anh có thể phải rời đi một khoảng thời gian. Đi đâu? Trong lòng cô đánh bộp một tiếng, bàn tay Cố Uyển Như chợt nắm chặt, hơi run rẩy. Đi một nơi mà em chưa từng đi qua, có lẽ anh rất nhanh sẽ quay về, cũng có thể phải rất lâu nữa. Rất lâu. Cụ thể là bao lâu, Giang Hải cũng không thể nói trước, thậm chí Giang Hải không biết, ở nơi đó rốt cuộc có cái gì. Nhưng Giang Hải phải đi, nhất định phải đi, bởi vì đây chính là sứ mạng của anh, sứ mạng của đế vương. Chấm. Giang Hải còn chưa lên đường, một người đàn ông trung niên đã đến thành phố Giang Tư. Người này Giang Hải buộc phải đi gặp. Có thể nói, tất cả liên lạc giữa đế vương và hoàng thất Hoành gia cũng đều phải thông qua người này. Món đồ kia, anh tìm được rồi sao? Người trung niên nói năng từ tốn, thận trọng. Giang Hải gật đầu một cái, khẽ cau mày, ông có vẻ cũng biết không ít chuyện của đế vương. Nếu như, tôi nói tôi cũng là một thành viên của đế vương, anh có tin không? Giang Hải bị câu này khiến cho kinh ngạc. Anh không nghi ngờ lời của người trung niên này, có thể ngồi lên đến vị trí này, cũng không dỗi hơi nói bậy nói bạ lừa gạt Giang Hải. Như vậy, ông có phải cũng phải nghe theo hiệu lệnh của tôi phải không? Giang Hải cười nhạt, mặc dù mình thân làm đế vương, nhưng còn có rất nhiều chuyện mình cũng không biết. Trong lòng hơi run rẩy, sư phụ, người rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện muốn lừa dối con. Lúc này, trong lòng Giang Hải bỗng nhiên thông suốt, có lẽ sư phụ của anh, chính là đế vương đời trước, hiện vẫn còn trên nhân thế. Người đàn ông trung niên từ chối cho ý kiến. Giang Hải hỏi, sư phụ ông ấy. Ông ấy đang ở đó chờ anh, người đàn ông trung niên dường như biết được suy nghĩ của Giang Hải. Trong lòng Giang Hải chợt động, cái mà tôi lấy được, rốt cuộc là cái gì? Sứ mạng của đế vương là cái gì? Người đàn ông trung niên nâng ly trà lên, nhấm một ngụm, anh có thể từng nghĩ qua, Hoành gia tại sao lại làm chủ phương đông này, tại sao có thể trở thành hoàng thất? Mà không phải là nhà họ Khương, hay nhà họ Diêu? Hai nhà cũng như Hoành gia vậy, là gia tộc truyền thừa mẫu hệ. Đều có lai lịch từ xa xưa. Hôm nay, hai nhà Khương, Diêu mặc dù nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng so sánh với hoàng quyền, cũng chỉ xem là một phú ông mà thôi. Xin nói rõ hơn. Chàng trai, muốn mớm cung tôi à? Người đàn ông trung niên cười, bắp thịt rung lên, cười mà rất khó nhìn. Biết ông ta sẽ không nói nhiều, xem ra chỉ có gặp được sư phụ mới có thể hiểu tất cả những chuyện này bắt đầu từ đâu và như thế nào. Truyền thừa huyết mạch. Chỉ có người có cơ duyên mới có thể chịu đựng được. Mà anh chính là người do trời cao lựa chọn. Giang Hải đứng dậy rời đi, mới vừa bước được mấy bước, lại đột nhiên dừng chân, bởi vì người đàn ông trung niên nói một câu, khiến anh ta không tự chủ được xoay đầu lại. Người mà trời cao lựa chọn. Giang Hải khẽ vuốt cằm. Đây là may mắn, hay là bất hạnh? Người đàn ông trung niên yên lặng không nói, tiếp tục thưởng thức trà. Giang Hải tự nói, có nó là tôi may mắn. Mất đi thì cũng coi như số mệnh của tôi là vậy. Quay đầu, nhìn theo bóng lưng Giang Hải, người trung niên đặt ly trà xuống, ngắm nhìn chân trời vàng rực, như mây lửa vậy. Chàng trai này, có ngộ tính, có lẽ, cũng chỉ có anh ta mà thôi. Núi cao ngút ngàn, cả người Giang Hải mặc áo chống gió, chân đi giày leo núi. Cho dù là người có thể chất rất tốt như Giang Hải, cũng thở hổn hển như trâu. Hơi thở ra, thoáng chốc đóng băng như nước đá vậy. Gió rét gào khóc, thổi qua gương mặt như bị kim châm vào, cảm giác đau tê tái. Ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy khắp nơi là tuyết trắng trắng ngần, cả thế giới chỉ còn lại màu trắng. Còn có thể kiên trì không? Giang Hải gào lên, nghiêng đầu qua nhìn về phía thất hồn đang khom người thở hổn hển. Thất hồn khoát khoát tay, gật đầu, gậy leo núi trong tay lại cắm vào trong băng.
dẫn theo thất hồn cùng nhau lên núi, là ý của sư phụ. Mà trước khi lên núi, Giang Hải đã giao thân phận đế vương lại cho bố Phàm. Thành phố Giang Tư, cũng thay đổi rồi. Thiên Lương chiến thắng, cái người được gọi là Ngài Lục Nhị đó bảo Phương Mỹ Kỳ đến thành phố Giang Tư, chính thức tuyên bố hoàng tộc và quân đội Thiên Lương đều hợp tác cùng với tập đoàn Uyển Như. Đến đây sẽ không còn ai có ý đồ với tập đoàn Uyển Như nữa. Trừ khi có người ngu ngốc muốn đối kháng với hoàng tộc. Trên đỉnh núi, Giang Hải kéo cái lều vải ra, bên trong trống trơn, chỉ còn sót lại ít thức ăn thừa cứng như đá. Sư phụ mới rời đi mấy ngày trước. Ánh mắt, nhìn về một cái động cách đó không xa, đen thui giống như ánh mắt dã thú muốn cắn người. Tiến vào bên trong hang động, Giang Hải trợn to cặp mắt, cả người đều run lên, bước vội xông tới. Sư phụ, một cái tượng đá hình người, chính là sư phụ của anh. Trước mặt sư phụ là một tờ giấy cũng đông cứng thành băng. Học trò tiến vào trong đại đỉnh sẽ đến một thế giới khác. Vẻn vẹn có mấy chữ, lại khiến Giang Hải cau mày, rơi vào trầm ngâm. Cái thế giới này không phải là duy nhất, hay là nói, tất cả những thứ ở nơi đây đều đến từ một thế giới khác, sinh vật, văn minh nhân loại. Cái đỉnh lớn này chính là một lối đi nối đến một thế giới khác. Chuyện đế vương cần phải làm chính là đi tới một thế giới khác, hoàn toàn khép lại cái lối đi này, giữa hai thế giới sau này sẽ không còn liên lạc gì nữa. Ở một thế giới khác, thần ma sống chung, cho dù là một người bình thường ở cái thế giới đó, cũng tồn tại giống như thần linh ở thế giới này vậy. Lật tay là có thể tiêu diệt được tất cả. Dựa theo hiểu biết của Giang Hải, cái thế giới kia là một thế giới tu tiên. Mà ở nơi này, chỉ là một vùng đất linh khí khô kiệt mà thôi. Đế vương, thất hồn chậm rãi nói, cái thế giới kia, ai có thể chứng minh nó thật sự tồn tại? Tôi cho là nó thật sự tồn tại. Giang Hải lắc đầu một cái, tất cả sinh vật trên đời này, e là không phải tiến hóa mà thành, mà là đến từ một thế giới khác. Bên sâu trong hang động, chính là một cái miệng của cái đỉnh lớn. Trên miệng đỉnh có ánh sáng không ngừng được tản ra. Đến thế giới khác rồi, chúng ta còn có thể trở lại không? Thất hồn do dự. Giang Hải yên lặng, vì thế giới này, phải đi sang thế giới khác, như vậy có đáng hay không? Hết chuyện.